Thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 2. Thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng liên quan đến xây dựng luật, pháp lệnh và dự án luật giá sửa đổi. Trong phiên làm việc buổi sáng 23 tháng 5, Quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, nghe tờ trình và thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Buổi chiều, Quốc hội xem xét tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia. Sau đó, Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giá sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi.